lớp. Bạn thấy mấy em chó đó không? Tội nghiệp quá à. Ôi, ủa, mình nhớ bạn sợ chó mà. Thì cũng sợ, nhưng mà mấy em đó dễ thương mà. Tội nghiệp mấy em đó quá à. Loài người thật tàn nhẫn, bất công quá à. Mình phải lại cứu mấy em đó mới được. Ôi, Xíu Lị đừng. Em ơi. Kìa em làm gì vậy? Chị ơi, chị có thể thả em này về tự nhiên được không chị? Em chắc em nhớ ba mẹ em lắm rồi đúng không? Chó là chó của chị mà. Đừng mà Xíu Lị. Đừng. Mình đừng có làm như vậy nữa. Người ta tưởng bạn có ý đồ xấu với con chó đó. Ừ, thôi được rồi. Mình sẽ nghe theo lời của bạn. Bạn biết gì sao không? Mình biết á là bạn có ý tốt. Nhưng mà những con chó này là thuộc về sở hữu người ta. Bạn không làm như vậy được đâu. Rồi, mình sẽ nghe theo lời bạn. À, chấp chấp. Tự nhiên bây giờ mình thấy khát nước quá. Bạn đi mua giùm mình chai nước được không? Vậy bạn đứng đây đợi nha, mình đi mua cho. Ừ. Alo. À. Ừ, tối đi nha. Rồi ok. Bông. Bông ơi. Bông ơi Bông. Bây giờ khoan, chị thả lại em về với tự nhiên nha. Rồi. Chị đâu không? Con chó của chị á, nó lạc mất tiêu rồi. Con chó lúc nãy hả chị? Ờ, nó lạc mất tiêu rồi. Nó tên Bông. Ờ. Bông ơi. À, chị ơi, bây giờ chị đi theo em nha. Đi. Ủa, sao em không đi mà quay về vậy? Đi đi em. Đi đi. Sao em quay về vậy? Sao vậy? Sao em không đi? Sao vậy? Nè chị. Sao? Bông của chị. Ủa? Cảm ơn hai đứa nha. Ủa? Nè. Xíu Lì, bạn bắt nó đúng không? Ừ. Sao bạn lại bắt nó? Bạn thấy nó sung sướng thế nào khi gặp lại chủ của nó không? Tôi cũng hiểu tại sao á. Loài động vật lại thích sống chung với loài người như vậy. Bạn biết vì sao không? Nó là loài động vật được thuần chủng sống và làm bạn chung với con người. Nó không có bản năng săn mồi được. Bây giờ bạn thả nó ra ngoài tự nhiên, nó đâu có sống được đâu, đúng không? Bạn uống nước đi. Thôi, bạn uống đi, tôi có rồi. Ủa, bạn có rồi gì bạn kêu mình đi mua nước làm gì? Xin lỗi, bạn cũng hiểu ý tôi lúc đó mà. Biết sao tôi không dùng mấy chai này không? Khi mà mấy nhà máy sản xuất xong á, đưa cho con ngồi uống xong cái quăng bừa bãi tùm lum. Mà bạn biết á, mấy cái chai này phải mất hơn 500 năm mới phân hủy được. Tại sao mọi người lại không sử dụng những cái bình như thế này thân thiện với môi trường hơn, sử dụng được nhiều lần nữa? Nhưng mà có nhiều người á, người ta không có ý định uống nước từ trước, nên người ta đâu có chuẩn bị sẵn của mình được đâu. Nhưng mà mình thấy trái đất hiện nay á, kiểu như là rác thải rất là nhiều luôn, kiểu chất chồng luôn, càng ngày càng nhiều. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới các loài sinh vật trong tự nhiên á. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình thấy có nhiều người người ta đã ý thức hơn rồi đó, nên lượng rác thải trên thế giới đã giảm một ít xuống rồi. À chớp chớp, mình có ý định này nè. Bây giờ ý định của mình á là định tái chế sử dụng những chai nhựa, bịch ni lông. Bạn thấy thế nào? À, được á, mình đồng ý với ý kiến của bạn. Nếu mà mình làm như vậy thì lại mình sẽ giảm được rất nhiều lượng rác thải luôn á. Ừ. Vậy sản phẩm đầu tiên của bạn là gì? Bịch ni lông. Xin chào các bạn, tụi mình đang có kế hoạch là tái chế rác thải từ nhựa và bao ni lông đó. Việc làm này sẽ làm giảm thải rất nhiều rác thải từ nhựa và bao ni lông. Các bạn thấy sao? Hay lắm, một ý tưởng thiệt là tuyệt vời. Siêu Lì tới đây. Là em đây Siêu Lì, vẻ ngoài xinh xắn lắm thì vừa yêu thiên nhiên em thêm hiền lành lương thiện. Từ rừng xanh bao la bước vào cuộc sống kỳ lạ, một tâm hồn trong lành hoa lá. Đây chính là đồ tái chế từ bao ni lông đó.
Các bạn thấy sao? Thật là không ngờ luôn á. Rác thải mà cũng có thể tái chế thành một bộ đồ đẹp như vậy. Đồ như khùng á. Vậy mà cứ tưởng đẹp lắm. Ê làm gì vậy? Ô tôi chết. Tôi lỡ tay. Ủa sao mấy cái đồ này dễ bị hư dữ vậy ta? Ê sao này, sao này đồ nó giáo không mặc được lâu đâu. Trời ơi, mình chỉ muốn làm cho trái đất này được xinh đẹp thôi mà cũng được nữa trời. Muốn làm gì tốt cũng được nữa. Ước gì bây giờ có cái máy đảo ngược thời gian, trời ơi, đảo ngược lại ban đầu biết tốt bao nhiêu không. Siêu Lì, con đã tìm ra thông tin gì của gia đình nông dân siêu phàm đúng không? Dạ, cho con gặp cậu con có chuyện gấp. Con cứ nói với ta là người quyết định và có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nói đi. Dạ là hôm bữa cậu Đơ có nói với con á là cậu mới phát minh ra cái máy đảo ngược á. Ủa, đang cần à? Hả? Cháu yêu của cậu. Ừ. Dạ cậu ơi, đã tới lúc dùng tới nó rồi cậu. Ừ, đúng rồi. Ừ, nên vậy. Ủa Vy, sao nay đội mũ vậy? Đừng động vào tóc cho tôi. Tóc bà bị gì vậy? Hết hồn. Bữa nay tôi đi cắt tóc, họ làm hư hết tóc của tôi rồi. Trời ơi, mấy người đừng có chào dẫn tôi. Thật kỳ diệu. Bây giờ chúng ta đã có cái máy này rồi thì việc tái chế rác thải sẽ thành công sớm thôi. Chứ sao, đây là một thiết kế độc đáo do cậu của tôi sáng tác ra nó đó. Cậu của bạn? Ủa sao chưa bao giờ mình nghe bạn nhắc đến cậu của bạn luôn á. Bạn là ai vậy? Một người bà con xa nhiều lắm, xa dữ lắm. Mà lỡ như cái máy này nó chỉ vào người thì sao? Thì nó thành nguồn thịt chứ sao, vậy cũng hỏi nữa. Trời ơi, nó không tới nổi gì đâu bạn ơi. Ủa, vậy mình nói sai hả? Ai đồng mới dít cứu tôi. Cái miệng nói bà, nói bậy nói bạ này. Ui dạ. Cái gì? Thiệt hả? Cái máy đó có thể phục hồi lại mái tóc cho tôi hả? Cái máy đó có thể giúp bà phục hồi lại mái tóc á. Nhưng làm sao mình lấy được cái máy đó bây giờ? Làm sao ta? Ê, tôi có cách nè. Siêu Lì chớp chớp, ra đây tôi nhờ tí việc nè. Nhanh lên, đi nhanh. Việc gì vậy? Tiểu Vy, bạn bình tĩnh đi, tụi mình sẽ giúp bạn mà. Ê mọi người ơi, nhìn nè, tự nhiên càng lao nó càng ra phấn nè mọi người. Lớn chuyện rồi. Đâu? Bạn cầm giùm mình ơi. Ủa sao kỳ vậy ta? Trời ơi, yêu lại lớn chuyện hơn nữa rồi. Chớp chớp ơi,
không ổn rồi. Cái máy này chỉ có một chiều thôi, chứ nó không có chiều thứ hai. Vậy nó là máy đảo ngược hả? Ừ, hình như là vậy á. Nhưng mà nó bị lỗi một phần nào rồi. Cái gì vậy? Nhìn một đống rác hả? Mình phải làm sao để tắt cái máy đó? Được rồi, để mình. Không được tắt cái nút đỏ, tắt cái nút xanh á. Sư Lì ơi, không xong rồi, mình phải gọi cho nhà tắm thuốc thôi. Trời ơi, cái máy này như một con robot phá phách vậy trời. Alo. Tắm thuốc hả? Ở trường anh gặp biến cố, anh cần em giúp. Được rồi, em đã thấy livestream trên mạng rồi, em sẽ tới trường ngay. Cái máy này nó biết bay mà, bây giờ anh không có cách nào nó tắt được cái nút màu xanh của nó đó. Em giúp anh đi. À, em có cách. Tụi em, cái nút màu xanh á. Cái nút màu xanh. Ừ, cái nút màu xanh. Nút màu xanh á. Cảm ơn bạn nhiều nha. Nè. Ừ. Cảm ơn Tấm Tuốt nha. Dạ. Dễ thương quá à. Chớp chớp, Siêu Lì. Mình đến để cảm ơn hai bạn nè. Không có gì đâu. À mà Tiểu Vi nè, bạn lúc nào cũng xinh hết á, nên đâu cần phải làm gì đâu. Bạn nói thiệt hả? Ừ. Đúng rồi, đúng không Chớp chớp? Mà mình xin lỗi nha Siêu Lì. Từ đó giờ mình cứ gây chuyện với bạn hoài à, mà bạn vẫn giúp đỡ mình. Không có sao đâu mà. Chúng ta là bạn bè phải giúp đỡ nhau đúng không? Vậy bây giờ chúng ta làm hòa nha. Ok. Nè. Yeah. Yeah. Cây xanh từ xưa đến nay luôn được coi là lá phổi của trái đất. Trồng nhiều cây xanh giúp cung cấp một lượng oxy lớn cho chúng ta thở. Đồng thời chúng cũng hấp thụ khí CO2, bụi bẩn, từ đó làm giảm các khí độc hại bị thải ra môi trường, giúp không khí trở nên trong lành hơn. Nếu mỗi người chúng ta chỉ cần trồng thêm một cây xanh thôi, thì sau một thời gian ngắn, thành phố của chúng ta sẽ được phủ một màu xanh. Sao rồi cháu gái, cái kế hoạch làm sạch rác thải của trái đất đã thành công chưa? Từ nay ha, con sẽ không bao giờ làm những gì cậu nói đó đâu. Cậu toàn ngày con thôi. Ủa sao vậy? Cậu có biết không, do cái máy của cậu á mà mém làm cho nguyên một cái thành phố này ngập trong biển rác á. Mà may có bạn con giúp con, không là tiêu luôn rồi. Vậy là chắc cái máy bị trục trặc.
không có trục trặc chỗ nào hết trơn á, là do cậu lập phương trình trong chổng để gây phá hại ngôi trường con chứ đâu. Siêu Ly, cậu nhiêu tuổi rồi mà cô nói câu vậy? Không lẽ cậu ăn nó ở không thì phá mấy đứa nít ngoài? Cậu chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất để cho cái trái đất này thôi à. Tình cậu đây Siêu Ly. Từ nay ha, con sẽ không bao giờ con tin lời cậu nữa. Cậu tàn gây con thôi. Siêu Ly, con đừng quên mục đích của nó trái đất để làm cái gì nha. Mẹ ơi, mẹ vào ngủ với con được không? Con gái yêu của mẹ, mẹ phải làm việc mà. Con hãy về phòng và ngủ đi con. Nhưng tối quá, con sợ ma. Trên đời này làm gì có ma, con đừng có tưởng tượng linh tinh. Con muốn ngủ với mẹ. Mẹ đã nói là mẹ đang bận mà, con không thấy hay sao? Mau trở về phòng và đắp chăn ngủ đi con yêu. Siêu Ly, lời mẹ nói con không hiểu hay sao? Nếu con có cha, cha sẽ ngủ cùng với con. Đủ rồi đó Siêu Ly. Cha con đâu hả mẹ? Sao cha chưa từng đến thăm con? Con không nghe mẹ nói hay sao? Phải, tại vì con đi tìm ba. Do mẹ con đâu quan tâm con đâu, nên con phải đi tìm ba của con thôi. Thì đó, như cậu đã hứa, nếu như mà con giúp tụi cậu tìm ra được điểm yếu của gia đình nông dân siêu phàm, thì tụi cậu sẽ giúp con tìm ra ba của con. Nhưng thật là may mắn làm sao á, tụi cậu đã tìm được manh mối chỗ ở của ba con. Thật hả? Nhưng mà tất nhiên vẫn phải làm theo giao kèo cũ. Con giúp tụi cậu và tụi cậu sẽ tìm ba cho con. Dạ, con đồng ý. Mười lăm, mười sáu. Có quạt cầm tay Quân, quạt bay nắng nóng, thêm động lực vận động mỗi ngày để bảo vệ gia đình. Sưu tập 3 thẻ trong các lốc sữa Quân túi Ecolin, nhận ngay túi bút Quân. 6 thẻ bài Quân đổi một quạt cầm tay siêu Quân. Có bóng phản quang Quân, hăng say luyện tập không màng thời gian mỗi ngày để chơi cùng nhau thật vui. Sưu tập 10 thẻ bài Cool trong các góc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay một bóng phản quang Cool. Có giày Batin siêu Cool, luyện tập thêm kỹ năng mới, vận động mỗi ngày để vượt lên chính mình. May mắn nhận được một thẻ siêu vận động, đổi ngay giày Batin siêu Cool. Có ba lô hoodie Cool, thử thách vận động mỗi ngày bất chấp thời tiết để luôn trẻ khỏe đẹp. Sưu tập 9 thẻ bài Cool trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay một ba lô hoodie Cool. Siêu may mắn nhận được một thẻ đặc biệt, đổi ngay iPad thêm chiếc, vừa luyện tập vừa giải trí càng thêm vui. Có quà Cool trên tay, thêm động lực để vận động mỗi ngày. She can be.